Nga siết vòng vây Kharkov, Ukraine thương vong lớn ở Donetsk. Tên lửa Iskander Nga tập kích, Ukraine mất liền lúc 4 chiếc Mi-24 và 1 chiếc Mi-8. UAV Lancet Nga hạ gục hệ thống phòng không mới nhất của Anh. Thủ tướng Israel, gần nửa số người chết ở Gaza là thành viên Hamas. Ba Lan tăng cường an ninh biên giới với Belarus, Nga. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế trên kênh youtube Báo Lao động. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu chương trình là những tin tức cập nhật tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine. Mới đây, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, ở tỉnh Kharkov, quân Nga tấn công Ukraine, bao gồm ở Votchan, Lipsy, làng và cải thiện các vị trí tiền tuyến, khiến Ukraine mất khoảng 250 lính cùng nhiều trang thiết bị quân sự, theo hãng thông tấn TASS. Ở hướng thành phố Kupiansk, tỉnh Kharkov, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã ngăn chặn 13 cuộc phản công của Ukraine, khiến Ukraine mất 80 lính và hai phương tiện chiến đấu. Theo bộ này, ở tỉnh Donetsk, lực lượng Nga tấn công và ngăn chặn Ukraine phản công, khiến Ukraine mất khoảng 540 lính và nhiều trang thiết bị, bao gồm hai xe tăng, trong đó có một xe bọc thép Leopard do Đức sản xuất. Riêng ở hướng thành phố Avdika, tỉnh Donetsk, Bộ này cho biết quân đội Ukraine đã mất hơn 395 lính trong các cuộc giao tranh trong ngày. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã phá hủy 4 tên lửa hành trình Storm Shadow và 31 máy bay không người lái UAV của Ukraine trên các khu vực Belgorod, Kursk và bán đảo Krum. Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đêm qua, lực lượng Ukraine đã cố gắng thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu lãnh thổ Nga phòng không Nga đã phá hủy 12 tên lửa Okha, 12 máy bay không người lái ở vùng Belgorod, 8 UAV ở tỉnh Kursk, 4 tên lửa Storm Shadow cùng 7 UAV trên bán đảo Crimea và 4 UAV trên bầu trời vùng Lipetsk. Trước đó một ngày, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội nước này cũng đã phá hủy 4 máy bay trực thăng của không quân Ukraine ở Zaporozhye. Cùng ngày, các lực lượng phòng không Nga bắn hạ một máy bay MiG-29, 36 máy bay không người lái của Ukraine, 8 tên lửa chiến thuật Toshkabu, một quả bom dẫn đường Hammer cũng như 23 rocket Vampire, Grad và Alder. Trong khi đó, Nga công bố video UAV chỉ điểm cho đòn tập kích bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào sân bay giã chiến, phá hủy 4 chiếc trực thăng tấn công Mi-24 và một chiếc Mi-8 của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong thông báo, không quân chiến thuật, lực lượng tên lửa và pháo binh Nga đã phá hủy 4 trực thăng tấn công Mi-24 và làm hư hại một trực thăng đa dụng Mi-8 của không quân Ukraine tại khu vực làng Manvelovka thuộc tỉnh Dnipro. Video của Nga công bố sau đó cho thấy máy bay không người lái UAV theo dõi các trực thăng Ukraine đang đậu ở sân bay dã chiến. Dữ liệu định vị địa lý cho thấy địa điểm này nằm cách tiền tuyến ở tỉnh Zaporizhia gần 80 km Vụ nổ lớn bùng lên giữa hai trực thăng Mi-24 khiến chúng bốc cháy dữ dội và bị phá hủy hoàn toàn. Một chiếc Mi-24 gần đó cũng đã hỏng hoàn toàn do tác động từ vụ nổ, trong khi trực thăng Mi-24 và Mi-8 ở xa hơn bốc cháy hoặc bị hư hại nặng. Lần đầu tiên, hệ thống phòng không cơ động AIM-132ASRAAM của Anh mới viện trợ cho Ukraine đã bị UAV làm xét của Nga phá hủy ở chiến trường Donetsk, thuộc miền đông Ukraine. Đánh giá từ video, hệ thống tên lửa phòng không HM-132 được giấu trong một cánh rừng trồng ven đường, nhưng không may lại bị máy bay không người lái của Nga phát hiện. Sau đó, quân đội Nga phóng UAV tự sát lăn xét phá hủy hệ thống phòng không này, trong đó có cả đạn tên lửa chưa được phóng đi. Người Anh đã phát triển hệ thống tên lửa phòng không HM-132 và trang bị cho nó các bệ phóng tên lửa Sidewinder, AIM-9X, anten liên lạc và trạm theo dõi quang học. Mới đây, theo SF, quân đội Nga đã phá hủy hai hệ thống phòng không Franken SAM của Ukraine. Video ghi lại khoảnh khắc hai hệ thống này bị tấn công đã được truyền thông công khai. Hình ảnh trong video cho thấy hệ thống Franken SAM đầu tiên bị phá hủy bằng máy bay không người lái cảm tử lan xét ở hướng Kharkiv, trong khi hệ thống thứ hai bị phá hủy cùng với kho tên lửa bằng tên lửa Iskander ở phía Zaporozhye. Franken SAM là dự án hợp tác giữa Lầu Năm Góc và Ukraine. Franken SAM được phát triển dựa trên hệ thống phòng không tầm trung Buk M1 thời Liên Xô. Dự án này được bắt đầu vào năm 2023 để bù đắp cho việc hệ thống phòng không Ukraine bị suy yếu sau những đợt tấn công của quân đội Nga. Vào thời điểm đầu tháng 12 năm 2023, Lầu Năm Góc thông báo sẽ công bố hỗ trợ kỹ thuật để bắt đầu sản xuất tại địa phương một số dự án Franken SAM. Hệ thống phòng không Franken SAM được cho là có thể sử dụng 3 tên lửa phòng không khác nhau do Mỹ sản xuất gồm tên lửa rim 7 c Sparrow dẫn đường bằng radar bán chủ động, tên lửa Patriot dẫn đường bằng radar chủ động và tên lửa không đối không AIM-9 Sidewinder dẫn đường bằng hồng ngoại đã được sửa đổi. Tuy nhiên, không có nhiều thông tin về phạm vi hoạt động của hệ thống phòng không Franken SAM và hiệu suất của nó. Hai hệ thống bị quân đội Nga phá hủy ở Kharkiv và Zaporozhye đều được trang bị tên lửa RIM-7C Sparrow. Cùng thời điểm này, lực lượng Ukraine đang video triển khai pháo binh, drone, đánh chặn đợt xung kích của tăng thiết giáp Nga, tuyên bố phá hủy 10 chiếc, trong đó có dòng T-90M. Video do Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 63 Ukraine chia sẻ hôm 13 tháng 5 cho thấy, đoàn xe tăng thiết giáp Nga di chuyển theo hàng dọc trên con đường chống trải. Nhiều chiếc có hàn giáp lồng trên nóc và gắn thiết bị tác chiến điện tử, cầm tay để chống thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất dẫn đầu đoàn xe là T-90M, dòng xe tăng hiện đại nhất trong biên chế quân đội Nga. Theo dữ liệu định vị địa lý, đây là khu vực cách làng Toske ở tỉnh Donetsk khoảng 3 km về phía đông. Lực lượng Ukraine sau đó triển khai drone và khai hỏa đạn pháo tập kích đoàn xe khiến đội hình đối phương bị rối loạn. Một thiết giáp bị vô hiệu hóa khả năng di chuyển, khiến chiếc đằng sau lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Loạt đòn đánh của lực lượng Ukraine liên tiếp tạo ra những vụ nổ lớn có thể nhìn thấy từ khoảng cách xa. Bộ binh Nga tìm cách tháo chạy sau khi xe tăng thiết giáp bị phá hủy, sau tiếp tục bị quân đội Ukraine truy kích bằng đạn trùng. Đoạn cuối video cho thấy nhiều chiếc xe tăng thiết giáp Nga bị cháy đen và bung tháp pháo, cùng thi thể một số binh sĩ nằm dài rác. Các biện pháp chống drone của lực lượng Nga có vẻ đã không hiệu quả trước hỏa lực đạn pháo kết hợp của đối phương. Theo hãng tin CNN, cuộc tấn công mới của Nga ở khu vực Kharkov phía đông Ukraine khiến Tổng thống Zelensky rơi vào tình thế khó khăn khi phải hy sinh để binh lính của mình giữ vững phòng tuyến. Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Nga đã chiếm được 9 ngôi làng kể từ khi phát động cuộc tấn công vào thứ Sáu. Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo rằng người Nga đã thành công về mặt chiến thuật và cho biết đang có giao tranh ác liệt để giành quyền kiểm soát thị trấn biên giới Vochans. Phóng viên an ninh quốc tế của CNN Nick Patton-Walsh đã đưa ra đánh giá nhiệt ngã hơn về tình hình trên chiến trường, mô tả tiến bộ của quân đội nga đạt được là được cho là bước tiến nhanh nhất của họ kể từ những ngày đầu tiên của cuộc chiến. Ông lập luận và thứ hai, nga một lần nữa có thể trói buộc quân đội quá căng thẳng của ukraine bằng áp lực liên tục và dài dẳng lên kharkov, gây thiệt hại bằng việc pháo kích thô bạo vào một trung tâm đô thị rộng lớn. Watch nói thêm rằng tổng thống volodymyr zelensky đã phải đối mặt với những lựa chọn tồi tệ về nơi gửi nguồn lực hạn chế và nơi cuối cùng phải hy sinh. Ukraine đã buộc phải rút lui khỏi một số thành phố và làng mạc ở Donbass trong năm nay. Trong đó có thành phố Avdeka được củng cố nghiêm ngặt, nơi từng diễn ra các trận chiến ác liệt trong nhiều tháng. Tổng thống Zelensky một phần đổ lỗi cho Washington về những mất mát gần đây, đồng thời cho rằng đất nước của ông là con tin trong chiến dịch bầu cử Tổng thống Mỹ và các cuộc tranh cãi chính trị tại Quốc hội, nơi Đảng Cộng hòa đã dành nhiều tháng để ngăn chặn khoản viện trợ trị giá 61 tỷ USD cho Kiev. Tổng thống Joe Biden cuối cùng đã ký dự luật viện trợ thành luật vào ngày 24 tháng 4. Chuyển qua các tin tức đáng chú ý khác, Thủ tướng Netanyahu hạ thấp thương vong vì chiến sự của Israel tại giải Gaza và cho rằng gần nửa số người thiệt mạng là thành viên Hamas. Cơ quan Y tế giải Gaza ngày 13 tháng 5 cho biết ít nhất 35.091 người đã thiệt mạng và 78.827 người bị thương vì chiến sự trong hơn 7 tháng qua. Cơ quan này không nêu cụ thể về thương vong của lực lượng Hamas, nhưng nhiều lần khẳng định phần lớn người thiệt mạng là phụ nữ và trẻ em. Cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền Volker Turk tháng trước nói trẻ em ở dài Gaza đang phải trả giá đắt nhất trong cuộc xung đột. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 18 tháng 3 đã hạ thấp số thương vong, nói số người thiệt mạng ở giải Gaza có thể bao gồm 16.000 dân thường và 14.000 chiến binh Hamas. Ông nói tỷ lệ thiệt mạng của dân thường Gaza và chiến binh Hamas là một 1, -1. Trong cuộc phỏng vấn với Politico hồi tháng 3, Thủ tướng Israel cũng đưa ra số liệu tương tự, nói rằng số người thiệt mạng ở giải Gaza gồm 13.000 chiến binh Hamas và gần 20.000 dân thường. Thời điểm đó, cơ quan y tế Gaza nói ít nhất 31.045 người đã thiệt mạng vì chiến sự. Trong khi đó, ngày 13 tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Lady Kosiniak Kamis cho biết nước này đang có kế hoạch tăng cường kiểm soát biên giới với Nga và Belarus bằng cách thiết lập các rào cản mới như hầm và hào nhằm ngăn chặn tình trạng di cư bất thường. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan nêu rõ các biện pháp này nhằm củng cố biên giới của đất nước, đồng thời cho biết quân đội đang hỗ trợ cho lực lượng biên phòng. Theo Bộ trưởng Kosiniak Kamis, Ba Lan phân bổ ngân sách cho hoạt động bảo vệ biên giới trong bối cảnh làn sóng di cư kéo đến khu vực này đang ở mức cao nhất từ trước đến nay. Ba Lan thực hiện các biện pháp tăng cường kiểm soát biên giới sau khi làn sóng di cư gia tăng bất thường từ năm 2022, đặc biệt từ phía Belarus. Ba Lan đã chi hơn 400 triệu USD để xây dựng hệ thống hàng rào biên giới cao 5,5 m và hoàn tất vào tháng 6 năm 2022. Chuyển qua các tin tức đáng chú ý khác. Theo đài RT, ông Andrei Belosov, người vừa được Tổng thống Nga chỉ định làm Bộ trưởng Quốc phòng, khẳng định Nga có rất nhiều việc phải làm để cải thiện phúc lợi cho các quân nhân đang chiến đấu trong cuộc xung đột Ukraine. Hôm 12 tháng 5, Hội đồng Liên bang, tức Thượng viện Nga thông báo rằng Tổng thống Vladimir Putin đã đề xuất thay thế vị trí Bộ trưởng Quốc phòng của ông Sergei Shoigu bằng quyền Phó Thủ tướng thứ nhất Andrei Belosov, một nhà kinh tế được đào tạo bài bản Ông Shoigu, người giữ chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng từ năm 2012, đã được bổ nhiệm làm thư ký Hội đồng An ninh Nga. Bình luận về cuộc cải tổ nội các, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng tân Bộ trưởng Belosov có thể giải quyết một số vấn đề tài chính của quân đội. Trong phiên điều trần trước Hội đồng Liên bang vào ngày 13 tháng 5, ông Belosov đã chỉ ra rằng các quân nhân chiến đấu trong chiến dịch Ukraine được hưởng mức lương tương xứng. Ngày nay, mức lương này đã được nâng lên ít nhất là 200.000 rúp, tương đương với 2.200 USD. Về nguyên tắc, mọi người kiếm được nhiều tiền hơn ở đó. Tuy nhiên đây không chỉ là vấn đề thanh toán bằng tiền mặt và trợ cấp, chúng ta vẫn còn việc phải làm. Ông Belosov cho biết, những việc đó bao gồm các khoản trợ cấp cho việc mua bất động sản để ở, các khoản thanh toán cho nhân viên dân sự làm việc trong quân đội và cung cấp các dịch vụ y tế. Ông Belosov bày tỏ sự phẫn nộ khi các cựu chiến binh trong cuộc xung đột Ukraine trở về nhà trong kỳ nghỉ đang bị đuổi khỏi các cơ sở y tế dân sự và phải đến các bệnh viện thường xuyên quá tải. Một vấn đề khác là vấn đề quan liêu khi quân nhân tìm cách tiếp cận các lợi thế của họ. Tân Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho rằng, lý tưởng nhất là vấn đề này nên được giải quyết với sự trợ giúp của hệ thống điện tử. Khi phiên điều trần kết thúc, cơ quan báo chí của Hội đồng Liên bang Nga cho biết, hội đồng sẽ đưa ra đánh giá công khai về việc đề cử ông Belosov và một lá thư về vấn đề này sẽ được gửi cho Tổng thống Putin. Các cuộc thảo luận về việc đề cử tân Bộ trưởng Quốc phòng dự kiến sẽ tiếp tục trong ngày 14 tháng 5. Thưa quý vị, các đám cháy rừng ở Tây Canada đã lan rộng ra gần 10.000 hecta và khoảng 3.500 người đã phải sơ tán do cháy rừng tiếp tục lan nhanh. Ít nhất 37 trên tổng số hơn 140 đám cháy rừng ở Canada hiện được cho là đã vượt quá tầm kiểm soát và phần lớn các đám cháy này diễn ra tại các tỉnh bang Alberta và British Columbia ở miền Tây Canada. Khoảng 3.500 người đã phải sơ tán tới nơi an toàn trong bối cảnh các đám cháy rừng vẫn tiếp tục lan rộng. Khói từ các đám cháy rừng ở Canada đã bay sang một số bang ở Mỹ, bao gồm Montana, Minnesota và Wisconsin và gây ảnh hưởng tới chất lượng không khí ở các bang này. Khói từ các vụ cháy rừng có thể dẫn tới đột quỵ, các bệnh về tim và hô hấp, ung thư phổi hoặc thậm chí tử vong. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự quốc tế trên kênh YouTube Báo Lao động của chúng tôi ngày hôm nay. Nếu yêu thích chương trình, quý vị đừng quên nhấn thích, chia sẻ video và đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có chương trình mới nhất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại